Thưa quý vị, Cần Thơ đã triển khai thực hiện bộ chỉ số DDCI dùng để khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành địa phương của thành phố. Năm qua, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã được các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh chấm đạt 63,9 điểm, cao nhất trong 15 sở ngành và 9 quận huyện. Đó là do đơn vị áp dụng nhiều giải pháp để mang đến sự hài lòng của người dân. Hai chủ cơ sở mua bán này ở huyện Phong Điền đến Sở Công Thương thành phố Cần Thơ để đổi lại giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Chỉ sau 10 phút được hướng dẫn, mọi người đã có thể nắm rõ các yêu cầu và trở về đăng ký qua mạng, không cần phải quay trở lại. Lại đây làm cái giấy mà an toàn học để an toàn thực phẩm đó là phải học. Bây giờ như là đổi lại mới giờ gọn lẹ hơn. Thì cũng hiểu nãy giờ mấy anh ở đây thì hướng dẫn thấy dễ hiểu đó. Dễ hiểu mà nhanh gọn nữa. Để các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh thuận lợi trong giao dịch, Sở Công Thương đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015. Công chức tiếp nhận hồ sơ có thái độ lịch sự, đúng chuẩn mực, trả lời hướng dẫn giải thích đầy đủ ý kiến của tổ chức cá nhân. Đồng thời, công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ dễ hiểu, kê khai một lần hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trong 9 tháng qua, đơn vị này tiếp nhận trên 21.000 hồ sơ và đã giải quyết trước hạn đạt tỷ lệ 99%. Cái thủ tục của sở là có cái thủ tục là thông báo thực hiện khuyến mãi, là cái thời gian giải quyết đó là 3 ngày. Thì chỗ ban giám đốc sở có chỉ đạo là rút ngắn cái thời gian là tổ chức cá nhân là nộp trước một ngày và giải quyết ngay trong cái ngày người dân mà lại nộp cái thủ tục tránh đó. Bộ chỉ số DDCI có mục tiêu là góp phần nhận diện những nút thắt trong cải thiện môi trường kinh doanh, đánh giá chất lượng điều hành kinh tế tại các sở ngành địa phương. Kết quả đánh giá sẽ làm cơ sở để nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính từ cấp ủy đảng trong từng đơn vị đến công chức viên chức, gắn với xây dựng kế hoạch hành động cụ thể bám sát yêu cầu thực tế của cơ quan. Đồng thời, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành và phát huy tính năng động sáng tạo, trách nhiệm trong công tác cải cách hành chính. Tiến tới là chúng tôi tiếp tục đánh giá lại cái kết quả đạt được trong cái hỗ trợ tháo gỡ chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, tiếp tục phối hợp với là các cái ngành chức năng để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Chúng tôi thành lập một cái tổ để tiếp tục nghe và có những cái giải pháp cụ thể để tham mưu cho thành ủy, ủy ban nhân thành phố làm sao với cái mong muốn là chia sẻ cái khó khăn cho doanh nghiệp để giúp cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại cái hiệu quả cao nhất. Ngành công thương thành phố cũng sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi số, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết giai đoạn 2020-2025 để tăng dần dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 nhằm phục vụ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ngày càng tốt hơn.